Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 30 triệu token tô cao dành cho 999 người may mắn các bạn, và 10 người may mắn nhận được NFT của tô cao các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả của Twitter. Nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nè các bạn. Sau đó các bạn like nè. Chị dạng tự quyết tăng 3 bằng chị dạng tự pha. Các bạn tự quyết tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Chị dạng tự quyết nè. Bạn dán vào nè. Sau đó bạn đăng test này các bạn. Sau đó các bạn trả lời cho bình luận nữa các bạn. Các bạn tăng vài người bạn của mình và dán địa chỉ BNB Smart Chain của mình vào đây nha các bạn. Rồi bạn trả lời nè, đang nói phong phối như các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 30 triệu token tô cao đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.